Nguyệt Dương thần giáo bị bắt, nhưng Mạc Cần Nam không tham gia hành động lần này. Chỉ cần Mạc Cần Nam vẫn còn, Nguyệt Dương thần giáo sẽ sớm trở lại. Dù tra hỏi bọn họ thế nào, chúng cũng đều không tiết lộ gì cả. Biết ngươi là phản đồ, lại càng căm ghét đến xương tủy. Đồ tiện nhân, không ngờ ngươi lại phản bội chúng ta. Uổng công chúng ta đã tin tưởng ngươi. Miệng nói tin ngươi, nhưng lúc tập kích lại không nương tay, thậm chí muốn giết luôn cả ngươi. Ngươi không nghe A Lý Cổn ngăn cản, cười nhạt đi về phía trước. Tin ta? Nếu các ngươi thật sự tin ta thì sẽ không thay đổi kế hoạch mà không cho ta biết, thậm chí còn đối phó ta. Vì chúng tôi biết ngươi có thể trốn. Trước đó ngươi không phải cùng Mặt Đà Chủ đã thương lượng sẽ trốn đi sao? Đao kiếm không có mắt, các ngươi không nói trước kế hoạch, làm sao ta có thể trốn đi? Hay nói ngay từ đầu, các ngươi đã coi ta như con cờ bỏ đi? Từng câu chỉ trích của ngươi khiến bọn chúng không còn gì để nói. Nếu tiếp tục như thế, cãi đến không hồi kết, nhà môn đã mất kiên nhẫn. Khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn mà nói thật đi, nếu không thì... Chỉ thấy hắn từ lò than lấy kẹp ra, khối sắt đỏ nung trong lửa gặp nước lạnh phát ra tiếng xèo xèo, nghe thật chói tai. Ngươi từng xem cực hình trên tivi, trước kia không có cảm xúc, chỉ vì là phim. Nhìn cảnh tượng này, ngươi hơi sợ hãi, chân không tự chủ lùi lại. Hoàng thượng nhìn thấy, biết ngươi không thể đối mặt với cảnh này, chủ động kéo ngươi ra sau, đặt tay che mắt. Sợ thì đừng nhìn nữa, nàng có muốn rời khỏi đây trước không? Không sao cả, thiếp có cách tra tấn họ mà không chết, phải đổi đồ vật khác. Ngươi biết, cứ thế này sẽ lấy mạng ngươi, là một người hiện đại, thật không dễ chấp nhận được, nên đề nghị đổi loại khác, không ảnh hưởng tính mạng, nhưng vẫn có thể đạt được mục đích. Ngươi thì thầm nói với hoàng thượng cách của mình. Chỉ thấy ngài nghe xong liền mỉm cười, tay khẽ búng trán của ngươi. Tiểu nha đầu, trong đầu toàn là những ý tưởng kỳ quái. Ngươi đồng ý rồi đúng không? Sao lại còn búng trán thiếp? Trẫm sẽ xem thế nào, nếu không được sẽ không để nàng làm nữa. Được hoàng thượng đồng ý, ngươi liền cho nha dịch đi chuẩn bị mọi thứ. Nha dịch trói bọn tội phạm lại, tháo giày chúng ra. Họ tò mò nhìn người với ánh mắt muốn. Đúng lúc đầu bếp đại nương mang một ít lông gà đến. Tiểu thư, lông gà đã chuẩn bị xong rồi. Tất cả đều tò mò nhìn qua. Người chỉ họ dùng sợi lông mềm mại cọ vào lòng bàn chân đám giáo đồ. Dù không đau đớn, nhưng kiểu này như hàng ngàn con kiến bò trên da. Trong nháy mắt, đám giáo đồ cười ra nước mắt. Nếu không phải là đang dùng hình, người khác nghe còn tưởng bọn chúng đang rất sung sướng. Cũng không có gì lớn, mọi người nhịn đi, không nên trúng kế. Tên cầm đầu cố chịu đựng, trên mặt kìm nén, khóe môi dạng dẹo, có vẻ gượng ép. Ta xem các ngươi chịu được bao lâu, mọi người đừng dừng lại, tiếp tục. Nha dịch tiếp tục quét lòng bàn chân, xung quanh tiếng cười bất tận. Cuối cùng cũng có người không thể kiên trì, chủ động mở lời. Ta nói dù không biết hành tung của Mạc đại chủ, nhưng cứ ngày 15 mỗi tháng hắn đều trở về hỏi tình hình. Tên phản đồ, sao ngươi lại khai ra? Ta cũng chịu hết nổi rồi, cảm giác này đau khổ hơn cả đao kiếm. Tên cầm đầu nổi giận, gân xanh nổi lên. Nếu không bị trói, chỉ sợ hắn đã lao ra dùng nắm đấm. Được rồi, các ngươi ngoan ngoãn khai ra đi. Loại ngứa này thời gian dài sẽ xâm vào cốt nhục, khiến các ngươi đau khổ không thôi. Bị dọa nên đám giáo đồ liền đầu hàng, nhưng vẫn không có tin tức quan trọng. Còn tên cầm đầu có chết cũng không hé miệng một chữ. Lúc gặp nguy, đà chủ của các ngươi cũng không đến cứu,
giống như ta vậy. Lúc đầu không phải các ngươi không muốn cứu ta, là đại chủ không cho phép các ngươi cứu, đúng không? Ngươi nói ra nghi vấn. Những người này rất tin vào đại chủ. Nếu như đại chủ đồng ý để ngươi trốn, thì bọn chúng nhất định sẽ không ra tay. Quả nhiên, nghi vấn của ngươi khiến bọn chúng biến sắc, chứng tỏ ngươi nói đúng rồi. Ngươi quyết định nói thêm. Các ngươi có nghĩ đến không? Hắn có thể dứt bỏ ta, thì cũng có thể dứt bỏ các ngươi. Lần này rõ ràng mọi người cùng hành động, nhưng đến cuối đại chủ các ngươi đâu có xuất hiện. Đại chủ là người chủ trì đại cục, sao có thể ở một chỗ với chúng tôi? Đại tướng không tác chiến cùng binh lính của mình khác gì đào binh. Đừng quên, ta chính là ví dụ rõ nhất. Các ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Nhìn bọn chúng bị lung lay, ngươi nhìn nha dịch, đợi kết quả cuối cùng. Nếu không có kết quả thì sẽ không xen vào chuyện của bọn họ nữa. Nhìn thấy tên cầm đầu đã có ý định mở miệng, ngươi càng nỗ lực hơn. Ta biết các ngươi chờ mạc đà chủ, nhưng làm người nên dựa vào chính mình. Ý ngươi là đà chủ có thể đã bỏ chúng ta rồi? Đúng, dù mất đi các ngươi, kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục, nên hắn mới không hành động cùng các ngươi. Lời của ngươi đã khiến cho tên cầm đầu mất phòng bị cuối cùng. Hắn rơi vào trầm tư, cuối cùng cũng tiết lộ. Chúng tôi không rõ hành tung của mạc đại chủ. Bình thường nhiệm vụ của chúng tôi liên hệ với một người. Cứ cách 3 ngày hắn lại đến ngôi nhà tồi tàn kia giao việc. Ý ngươi là người kia có thể biết hành tung của mạc đại chủ? Không sai, bởi vì hắn là người mà mạc đại chủ phái tới, chắc chắn sẽ biết. Người thần bí. Xem ra những người Nguyệt Dương thần giáo cũng bị lợi dụng. Chắc tạm thời không bắt được Mạc Tần Nam. Hoàng thượng nhìn ngươi suy nghĩ sâu xa, biết ngay ngươi đang nghĩ gì. Chuyện này nàng đừng xen vào nữa. Nhưng mà... Hoàng thượng tỏ vẻ nghiêm túc. Biểu cảm này ngươi đã từng thấy, nhất định sẽ phản đối chuyện tiếp theo. Dù sao mục tiêu hiện tại của ngươi không phải những thứ này, nên không để ý nữa. Ngươi thay y phục, quyết định trở về nhà trọ. Trên đường đi, ngươi vẫn luôn nghĩ chuyện mấy ngày nay. Rõ ràng muốn tìm Usuri, nhưng lại gặp trắc trở, cuối cùng chẳng có manh mối nào. Đang lúc chú tâm suy nghĩ, liền đụng vào ngực một người. Ui da! Thờ thẫn đi trên đường, không sợ gặp dư đảng Nguyệt Dương thần giáo sao? Nhìn có vẻ quan tâm, nhưng kiểu nói này như đang đứng xem kịch. Chắc ta không xui vậy đâu. Sao ngươi lại ở đây? Đừng có nói là đi ngang qua. Không phải ta cố ý đến tìm cô sao? Có điều... Hắn nhìn xung quanh, thấy nhiều người không tiện, liền đi vào quán trà. Mục Tử An kéo ngươi vào trong quán trà, sau đó pha trà. Trà nhanh chóng pha xong, thanh nhã không hợp với trang phục hắn. Có gì nói mau, ta cũng không phải cố ý đến uống trà với ngươi. Đừng vội, đừng sốt ruột. Thử xem, đây là Long Tỉnh trước cơn mưa. Năm nay thu hoạch không tốt, không phải ai cũng uống được. Vì muốn hắn mau nói điểm chính, ngươi ngoan ngoãn uống hết. Ta uống xong rồi, nói được chưa? Y như uống nước vậy, thật không biết thưởng thức. Ngươi, nếu không nói thì ta đi đây. Tính của cô, sau này sao ta có thể ở cùng với cô được? Lời hắn nói làm ngươi ngẩn người ra. Tại sao phải ở cùng với ngươi? Cô đắc tội với Nguyệt Dương thần giáo, cô nghĩ có thể thoát được sao? Ý ngươi là ta đang rất nguy hiểm. Chúng ta đều là phản đồ Nguyệt Dương thần giáo, cô nghĩ họ sẽ bỏ qua hả? Tại sao lại nói với ta những chuyện này?
Bây giờ chúng ta cùng thuyền. Một gia ta, nhà to việc lớn, chả có gì phải sợ. Nhưng điếc không sợ súng, ai biết chúng xuất hiện lúc nào? Ta chẳng có gì. Người cho ta lên thuyền, đối với người cũng không phải chuyện tốt. Cô không có thật à? Người mím môi. Quả là đã nhìn thấy ngươi, nhắm vào người ngươi quen biết. Được. Người thông minh, đúng là nhanh nhẹn. Buổi chiều đó, ngươi đến nhà trọ đón ta đi. Bạn ta bị thương, cần về chuẩn bị. Rời khỏi trà quán, ngươi quay về nhà trọ. Vừa bước vào đã thấy Alan đi. Anh ấy và tề mặt đã nói chuyện rất lâu, giống như đang chờ ngươi. Alan đi xuất hiện, làm rối loạn những suy nghĩ của ngươi. Các người đang đợi ta. Ngươi nhìn tề mặt, thấy anh ấy gật đầu, như biết suy nghĩ của ngươi. Alan đi liền giải thích. Gần đây giang hồ có lời đồn, nghe nói có một nơi ẩn giấu kho báu lớn. Sao lại có tin đồn này? Nếu đột nhiên xuất hiện thì chính là có người cố ý loan ra. Vừa dứt lời, người quay đầu nhìn Alan đi. Hai người nhìn nhau, liền nghĩ đến một người. Lẽ nào là công tước? Ta cũng nghĩ vậy, nhưng không chắc chắn. Hắn không còn tin ta. Nhưng hắn không có năng lực lớn vậy để khống chế lời đồn, nên không dám chắc. Nghe Alan đi nói, người có chút lo lắng. Vậy độc của ngươi? Ủy đầu tiểu thư, ta không sao. Dừng lại lời muốn nói, Alan đi nhìn cô gái trước mặt, không biết nói gì. Rõ ràng đang lợi dụng, nhưng cô gái trước mặt luôn quan tâm đến an toàn của mình. Sự quan tâm này khiến mình không thể lơ đi, nhưng không thể chiếm nàng cho riêng mình. Vẻ đẹp này chẳng ai có thể chối từ. Alan đi liếc mắt nhìn về phía tề mặt, muốn hỏi ý kiến của anh ấy. Dù không biết người tung tin, nhưng hắn chắc chắn được lợi từ tin này. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải tìm nguồn gốc của những tin đồn. Chúng ta không biết nguồn gốc tin đồn, nhưng có một nơi sẽ biết. Nàng muốn nói là Phong Lai Bảo? Đúng vậy, bọn họ chuyên bán tin tức. Nếu vậy, tìm ra nguồn gốc là chuyên môn của bọn họ. Dù Phong Lai Bảo hơi lạ, nhưng có thể nổi tiếng trên giang hồ, nhất định phải có lý do. Tề Mặc đang bị thương, hai người ở lại một phủ cho an toàn. Alan đi tạm thời có việc, sau này sẽ về đón ngươi đi Phong Lai Bảo sau. Ngươi cùng tề mặt đi vào một phủ. Cả phủ toát ra vẻ cao sang giàu có, cảm giác tráng lệ, rất giống phong cách của một tráng lệ xa hoa, đúng là dung tiền như nước. Thế nào, phủ của ta không tồi chứ? Không tồi, đúng là y chang như ngươi, thiếu gia nhà giàu ăn chơi. Sai rồi, bây giờ đối với mọi người, quần là áo lược chưa chắc là xấu. Có tiền mới có thể chơi, đây chính là cuộc sống mà nhiều người ghen tị. Dù lời nói của hắn khiến ngươi không thoải mái, nhưng hắn nói đúng thật. Thời hiện đại, không phải ai cũng muốn chịu khó đi lên. Nếu được chọn, hầu hết mọi người đều muốn sinh ra trong nhung lụa. Từ xưa đến nay, con người không thay đổi nhiều trong lối sống. Nhưng kỳ lạ là, khi ngươi vào trong phủ, lại khiến ngươi có trải nghiệm mới. Trong phòng không quá nhiều đồ đạc quý, ngược lại đơn giản, lịch sự, tao nhã, có cảm thấy nhã nhặn. Biết nghi hoặc của ngươi, Mục Tử An nói giọng khó nghe. Bài trí trong phòng xấu nhỉ? Nếu không phải vì cha muốn duy trì cảm giác thân quen, thì ta đã sớm đổi rồi. Ta cảm thấy phẩm vị của cha ngươi tốt hơn. Loại nhà giàu như ngươi, chả mấy người đánh giá cao. Bổn công tử có tiền, có bản lĩnh, các ngươi có ghen tị cũng không được. Mục Tử An khiến ngươi giận đến nghiến răng. Nếu không phải sống ở đây, thì phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ngươi và tề mặt được sắp xếp ở phòng tốt nhất,
tề mặt lên tiếng. Cảm thấy hắn quá nhiệt tình, khiến người ta hơi bất an. Con át chủ bài của hắn đã ra rồi, quan hệ tốt xấu gì chúng ta cũng rõ. Vì quan hệ tốt xấu rõ ràng, hai người cũng như lợi dụng lẫn nhau, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, không cần thiết đối xử nhiệt tình như vậy. Vốn không cảm thấy gì, nghe Tề Mặc nói xong lại cảm thấy kỳ lạ. Thái độ của Mục Tử An lơ lửng, huống gì là lợi dụng thế lực sau lưng ngươi, nhưng lại chưa bao giờ đưa ra yêu cầu cụ thể. Tề Mặc, huynh nói không sai, ta ở trong phủ của hắn, hắn cũng không đạt được gì mới đúng. Tề Mặc gật đầu, hai người có thể xác định Mục Tử An chắc là muốn tìm tình báo gì trên người ngươi, nên mới mong ngươi đến ở. Tạm thời ở lại, ngươi và Alendi quyết định đến Phong Lai Bảo tìm hiểu tình hình giang hồ. Trước đây ngươi đồng ý với Phong Lai Bảo đổi tin tức của Mạc Cận Nam lấy manh mối Usuri, cũng thuận tiện trao đổi. Vẫn là thị nữ đó, chỉ thấy cổ khẽ gật đầu, hỏi vài câu máy móc. Hai vị muốn biết sự việc, cần phải dứt giả đổi lấy. Cô biết chúng tôi muốn tìm cái gì sao? Những tin đồn kho báu sau khi lan ra đã khác đi, nhưng chỉ có một nguồn duy nhất. Bái phục. Vậy chúng tôi phải làm gì mới có thể cho chúng tôi manh mối? Rất đơn giản, gần đây nông diện thiếu người, các người đi hỗ trợ đi. Alendi và ngươi nhìn nhau, trên mặt tỏ ra khó hiểu. Ý của ngươi là chúng tôi lần này có thể vào sao? Nếu cô nương không muốn thì thôi, nông diện có lẽ không thích hợp. Ngươi vừa hỏi một câu, cổ liền nói lại. Biết không thể trêu, Alendi bước lên phía trước. Vì tỷ tỷ xinh đẹp xin bỏ qua cho, nàng ấy không phải cố ý. Chúng tôi... Ta còn trẻ hơn ngươi, đừng gọi tỷ tỷ. Không bị Alendi nịnh nọt, thị nữ lạnh mặt đáp trả. Cuối cùng cũng vào được Phong Lai Bảo, nhưng biểu hiện vừa rồi của Alendi khiến ngươi cười ra tiếng. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Alendi. Uyển Đồng tiểu thư, nàng thật quá đáng, cứ cười mãi như vậy. Không ngờ vẫn có người không mắc bẫy của ngươi. Cứ việc cười đi, ta không tin ta lại dấp phải trắc trở. Phong Lai Bảo rất lớn, có cả nông diện, nơi này có nhiều rau xanh. Giọt nước trên lá bắp cải xanh dưới ánh mặt trời như pha lê lấp lánh. Ngươi phải chăm sóc rau này, cần bón phân, tưới nước và nhổ cỏ. Nghe đến đó, ngươi liền cau mày. Việc trao đổi lần trước là chính sự, còn lần này giống như trêu cợt vậy. Sao nào, không muốn thì giờ đổi ý còn kịp. Không không không, sao có thể nuốt lời chứ, ta làm ngay đây. Để tỏ lòng nhiệt tình, người vén tay áo lên, nói xong làm ngay. Trong phòng khách, Từ Phong dựa vào ghế, thị nữ mở cửa đi vào. Việc đã giao xong, có điều bảo chủ làm như vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ hơi không vui, muốn để bọn họ nếm chút đau khổ thôi. Thị nữ không hỏi, chắc bảo chủ biết họ nên cố ý làm khó, có chút sâu xa. Sáng nay nhổ cỏ, móng tay người dính bùn. Ở đây không có găng tay, khiến người khó chịu. Nhưng điều khiến người vui mừng là sau một buổi sáng, cuối cùng người cũng hiểu một số chuyện ở đây. Người Phong Lai Bảo thích tự túc, nên rau củ đều tự trồng. Trong đây cách xa bên ngoài, mọi người không phải lo gì. Người đang suy ngẫm, một phễu phân bón hướng về phía ngươi. Góc váy của ngươi bị dính phân bón, tiếp theo là mùi thối bay lên. Tránh ra, đừng có cản đường, có làm gì không? Xin lỗi, ta đi làm ngay. Đi đâu? Bây giờ bắt đầu bón phân. Được, ta đến ngay. Alendi chủ động đi qua. Người phụ nữ thấy anh ấy, giọng nói dịu dàng hơn. Tiểu tử là người nước ngoài à, việc này ngươi không làm được đâu.
người đối xử khác biệt rõ ràng. Ngươi nhỏ giọng chu mỏ, ai ngờ người phụ nữ nghe được. Ngươi... Tỷ tỷ đừng xem thường ta, từ nhỏ ta thường làm việc, hãy giao cho ta. Tỷ tỷ, ôi cái miệng này ngọt thiệt, không ngờ tiểu tử lại biết bón phân. Lúc nhỏ làm rồi, nếu không làm sẽ mệt tỷ tỷ đó, không thể làm vậy. Người phụ nữ bị Aladdin nịnh nọt vui vẻ, hoàn toàn quên đi ngươi, chỉ liếc nhìn ngươi, sau đó vừa làm vừa nói chuyện với Aladdin. Ngươi sợ quần áo bất tiện nên đi thay. Sau khi thay xong, ngươi lấy thùng, mùi thối đó khiến ngươi nghẹt thở. Người phụ nữ đó cũng có việc đi trước. Quý đầu tiểu thư, nếu không khỏe để ta làm, dù sao cũng không nói hai người cùng hoàn thành. Không được, ta tạm thời không chịu nổi mùi này, chắc sẽ sớm quen thôi. Với lại... Ngươi nhìn Alendi cười vui vẻ. Nếu cùng đến thì cùng chịu, bạn hãy trân trọng người chịu khổ với mình. Đương nhiên, nhưng nàng mệt rồi, có thể nghỉ chút, ta còn làm được. Alendi làm việc nhanh nhẹn, có anh ấy ở đây, công việc hoàn thành rất nhanh. Alendi giống công tử quý tộc, bút vẽ mới hợp anh ấy, nhưng lại làm việc nặng. Thấy ngươi nhìn mình, Alendi cảm thấy kỳ lạ. Có chuyện gì sao? Không, chỉ thấy ngươi thật lợi hại, có ngươi thật yên tâm. Cảm ơn nàng đã công nhận ta. Rất. Alendi nói xong, bỏ thùng phân xuống và muốn qua đây. Toàn thân hai người hôi thối, ngươi sợ và lùi lại. Không, ngươi đừng qua đây. Từng nói hợp nhau mà. Ngươi cứ coi như ta chưa từng nói. Ngươi sợ bỏ chạy ngay. Alendi dí theo sau trêu đùa vui vô cùng. Công việc ở nông viện đã xong, thị nữ theo lời hứa trả lời câu hỏi của ngươi. Khi biết được đáp án, ngươi không khỏi kinh ngạc. Tin đồn ở giang hồ về báo vật đó là do Phong Lai Bảo ta truyền ra. Là ai cho các ngươi truyền ra? Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Khách hàng? Chẳng ngại nói cho các ngươi biết, Phong Lai Bảo dựa vào việc bán tin tức. Vậy tại sao? Phương thức bán tin tức do bảo chủ quyết định. Câu hỏi của ngươi ta không thể trả lời. Như vậy ngươi đã biết Phong Lai Bảo có nguồn tin lớn. Đây cũng là nơi để truyền tin giả. Cũng may ngươi tới còn việc của Usuri, không thì đã uổng phí chuyến này. Ngươi kể lại chuyện tiếp xúc Mạc Cận Nam với thị nữ, nghe xong chỉ thốt ra mấy từ. Tung tích của Usuri chỉ ngày trước mắt. Ngươi nghe chẳng hiểu gì lời cô ta nói. Lời cô ta hơi lạ, ngay trước mắt, không lẽ là ta? Ý ta là Usuri trong số những người cô biết. Người ta quen biết? Không phải chứ, dù sao... Nói được một nửa, ngươi không khẳng định. Vì cô ta tự tin nói ra, chắc là thật. Người này là ai? Muốn biết, lấy tên Mạc Cận Nam để đổi, ta chỉ có thể cho ngươi biết vậy. Phong Lai Bảo biết là ai, sao không nói với ta? Tin về Mạc Cận Nam ta điều tra sao? Ngươi có thể... Không, chúng ta đang giao dịch với nhau. Nếu ai cũng như ngươi thì bọn ta đâu thể phát triển tới ngày hôm nay. Ngươi muốn tìm sắp biết được tung tích, nhưng đối phương không nói, ngươi buồn bã rời đi. Alendi càng muốn biết tung tích Usuri, nhưng thấy ngươi buồn liền gác lại sau. Trong lúc ngươi muốn rời đi, Mục Tử An vừa từ Phong Lai Bảo ra, thấy hắn ung dung đi lại như khách quen nơi đây. Mục công tử, xin mời qua đây. Ngươi ngơ ngác nhìn Mục Tử An từ trong đi ra, thị nữ khách sáo như rất quen với hắn. Ngươi nhanh chân tới trước chặn hắn. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Phong Lai Bảo bán tin, cô tới đây làm gì? Ta cũng vậy. Hắn ăn nói không sơ hở, còn hỏi ngược lại ngươi.
thấy ngươi không cam tâm, Mục Tử An tự đắc nhìn ngươi. Thấy cô ngưỡng mộ vậy, chắc không vì kẹt tiền mà cần ta giúp chứ. Mục thiếu gia, tin tức Trần cô nương muốn có không thể dùng tiền giải quyết. Ồ, vậy thì ta hết cách. Tính khí bảo chủ ở đây rất kỳ quặc. Mục Tử An tiếp tục với bộ dạng chảnh chọe, nhưng lời hắn nói, hắn có thể khẳng định là rất quen với bảo chủ. Ngươi quen bảo chủ ở đây hả? Dĩ nhiên quen. Ta là phú hào ở Phong Thành, những thứ có thể giao dịch chính là tiền. Hỏi tiếp cũng không được gì, ngươi và Alendi đành tạm rời đi. Được mời vào khách sáo như vậy, e không phải đơn giản chỉ giao dịch bằng tiền. Ngay cả ngươi cũng thấy vậy sao? Không phải ta thấy vậy, mà công tử này sơ hở quá ít, lại xuất hiện quá nhiều. Xuất hiện quá nhiều cũng tính nữa. Nếu nàng và hắn không phải cùng một việc, sẽ không gặp trùng hợp. Hoặc nếu hai người chỉ là khách qua đường, nàng sẽ không nghi ngờ hắn. Ý ngươi là mục đích của Mục Tử An có gì đó liên quan với ta? Thông minh. Alendi từ nhỏ sống ở môi trường phức tạp, quan sát nhạy bén. Nói vậy chắc sẽ có lý do của anh ấy. Sau đó Alendi đưa ngươi về Mục phủ, tạm ở đây để tìm hiểu bí mật hắn giấu. Anh ấy trở về chỗ công tước. Tin đồn bắt nguồn từ Phong Lai Bảo, chỉ cần xem công tước có qua lại hay không.